Xin chào quý khách hàng, thì hôm nay có thời gian đi setup lại cái bộ dàn khách để mua sản phẩm của bên em ha. Thì ảnh đang dùng cái con micro là 500 Pro, con đăng tiếng của Behringer, con vàng là S750, con đẩy là D5+. Thì phòng của ảnh nó tương đối rất là nhỏ, nhưng mà ảnh dùng cặp loa full 30 to vĩ đại ha. Thì ảnh có nhu cầu hiện tại đang còn dư cái cặp loa là HZ102, ảnh muốn bán lại nha mọi người, 5,3 triệu. Cặp này là còn rất là mới, anh nói hồi anh mua là 8,5 triệu đó, nhưng mà giờ anh không có nhu cầu nữa thì thôi, phòng trọ anh nhỏ đó, anh muốn bán nó đi. Với cái cặp sub ở dưới Bass 25 Lux ha, LAX là anh bán là 3,5 triệu. Đó, khách hàng nào muốn mua thì comment trên kênh đi, rồi em cho cái địa chỉ và liên lạc làm việc luôn ha. Rồi, cái bộ dàn setup mọi người nghe thử xem có đạt hay không nha. Dù gần thời gian.